mỗi khi tắc đường, các phương tiện xe máy đều cố đi lên vỉa hè để thoát tắc. Tuy nhiên, theo Nghị định 46 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 400.000 đồng. Cụ thể, tại Điều 6, Điểm 4 của Nghị định có quy định mức phạt tiền là từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe đi trên hè phố. Tuy nhiên, trường hợp xe đi qua hè phố để vào nhà sẽ không bị coi là vi phạm. Bên cạnh đó, nếu người điều khiển xe mô tô, xe máy đi lên vỉa hè và gây ra tai nạn, sẽ bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tới 4 tháng. Đây là hình phạt tương ứng đối với hành vi dừng, đỗ xe trên cầu. Tại các thành phố lớn, không khó bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông chạy xe máy trên vỉa hè, bất kể tắc đường hay không. Đặc biệt, vào giờ tan tầm, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, người ta thường lao xe lên vỉa hè để tránh phải chờ đèn đỏ và nhanh chóng vượt qua các đoạn đường ùn ứ.